giờ còn ping cái gì vậy? Sao quét, quốc cấp sao quét. Bỏ lại đây. Quốc cấp sao quét. Rồi hold lại, đừng đứng lại cầu, nó gom, nhìn thấy đang nhìn nhỉ. Cái gì thì mẹ mày đánh nhau đến nơi rồi còn 5.3. Đi ra đây đi. Quốc lại, đếp lên. Rồi, nice shot, nhìn lại cái cầu, chấm 5 rồi, chấm 4 rồi. Em một chỗ tao ngay cái cầu luôn, đúng rồi, đám vô đó. Hey, Sao ít, đi qua, hô lại. Rồi đi qua, giữ lại cầu, heal lên, đi qua, heal up, đẩy qua liền, đẩy qua, heal up ở đây. Tất cả lại, đứng lại, heal up. Thằng đam ở đây nè, chiến giữa mình nè, và heal up, đứng lại, stabilize, heal up. Lùi lại cái cầu, bỏ tụi kia đi, lùi lại cầu, heal up. Đếp lên. Quay lại cầu nè, tất cả nhìn cầu, chấm 5 nè, chấm 4 nè, chấm 3 nè, 2, 1, cái công, đam vô. Rồi, stabilize lại, không lẩy lên nữa, stabilize lại. Đi qua east, cắn bình lên, nhìn lại cho tao nè, chấm 5 rồi, đúng rồi, thêm 5 nữa cho tao. Ok, đẩy lên quét, mọi người đẩy lên quét, giết hết mấy thằng WeWeb dưới kia rồi. Giết hết đi, chiến nhiều mình đi. Rồi ok, đẩy lên, tụi nó sắp tan rồi, nhìn lại cái cầu này. Nhìn lại cầu một DPS World Cup, defend. Đi mình. Rồi nhìn lại, sao quét, chấm 5 mà, chấm 4 mà. Chiều, được không? Rồi nhìn tao, hàng để tăng trong năm rồi. 4, 3, 2, 1, hàng để tăng thôi. Đam vô thêm nữa, defend, đi mình. Quất lên team nó, đừng sợ, quất lên team nó, đẩy qua, đẩy theo đích nó, đẩy theo đích nó cho tao, đi lên. Đẩy qua, trong 5 nè, trong 4 nè, trong 3, 2, 1, ngay đây. Thêm không đủ đam rồi, thêm đam vô cắn mình, resist lên. Đi qua coi cái team tao là sao chưa qua được cái cầu nữa. Qua đi. Đi lên, đi qua cái cầu rồi, đi xuống sao ít, đi qua team nó sao ít, tản ra heal up, melee, heal tao đi. Trời ơi, đủ mẹ. Nó cơ lại hạ rồi. Mày ấy lại đi. Chiều đâu. Commit, gom rồi, hết gom rồi. Nó quét, Càng quá ít luôn, anh em cứ đi qua đi, anh em đi qua ít, cứ gì đi qua ít. Rồi đừng lên dốc, nó nhìn dốc đấy, xuống. Sao, có nhịp thở đi, ngay giống lao luôn, đi không.
Đúng rồi. Ok, dùng đám vô, dùng đám vô. Rồi nó đép rồi, nó đép rồi. Chịu 6S. Chịu đảm bảo còn một DPS, còn một DPS, còn một DPS, còn một DPS gì được chưa? Đi đừng kêu Mỹ, toàn ơi giúp tôi, toàn ơi kéo đi mình phanh nóc luôn. Gì rồi toàn ơi. Không sao đâu, ông không đủ người mà.